Rồi, chào hết toàn thể anh em và các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mùng 4 Tết thật là ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì trở lại với buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng đi thăm cái miếng OM Đài Thông 8 của mình các bạn. Và một lát nữa mình cũng di chuyển sang những cái miếng OM 18 của mình. Và hiện tại nay thì cái mực nước giữa trong ruộng và ở ngoài nó lệch nhau rất xa. Ở ngoài thì đang nằm ở trên con nước gông cho nên nước nó rất là nhiều, cho nên những cái miếng OM 18 của mình đó các bạn thì nó đang nằm ở trong cái giai đoạn mùng 6 thu hoạch, cho nên là mình với những cái con nước lớn thì mình cũng phải bơm nước ra các bạn. Nói những cái cặp biển nó xì mỏi thì mình cũng sợ nó ngập mặt ruộng, cho nên là mình cũng bơm nước ra. Và tất cả những miếng đất của mình thì nhờ là mình có đặt máy sẵn từ hồi mùa nước đó các bạn, cho nên mình để nó luôn và mình bây giờ thì mình thuận tiện trong cái việc sử dụng nó. Thì hiện tại bữa nay là mùng 4 thì cái miếng đại thâm 8 của mình đã được đúng 80 ngày nha các bạn. Thì bắt đầu bữa nay là mình tiến hành mình phun cử cuối các bạn, đỏ đuôi. Thì đến với cái buổi chiều á các bạn, bữa nay thì giác này mình đang chuẩn bị cho nước vô, và buổi chiều thì mình bắt đầu mình tiến hành mình phun thuốc trên cái đài thâm 8 của mình các bạn. Và cái cử cuối cùng này mình sẽ sử dụng sản phẩm tin super Silimax và đi than các bạn. Thì ba sản phẩm đó thì nó vừa quản lý các cái bệnh lem lép hạt bằng lá chín sớm, rồi cũng như là giúp nó vào gạo chắc tốt. Và đối với cái vụ đông xuân này thì cái tiến trình vào gạo nó cũng diễn ra nhanh lẹ các bạn, nhờ cái nhiệt độ ban ngày nó cao thì nó quang tổng hợp tốt, thì nó vận chuyển đường bột vào hạt tốt hơn, thì nó cũng sẽ cho cái tiến trình nó vào gạo nó tốt hơn. Và hôm nay các bạn mình nói sơ về cái sản phẩm Lakasuto của công ty Tân Thành các bạn. Thì cũng có một số anh em hỏi mình và cũng có một số anh em nó cho ý kiến rằng là khi mình phun cái sản phẩm Lakasuto các bạn, thì có một số anh em đã có cái cảm nhận rằng là nó sẽ làm cho cây lúa háp và khô vé. Nhưng thật sự ra thì nó không phải như vậy, thì nó được chiết xuất từ cái nhụy của một cái loài hoa, và nó giúp nó là cũng là một cái chất cái kiểu dạng chất hormone sinh trưởng thực vật. Thì đối với cái công ty Tân Thành đó các bạn, người ta ra đời cái sản phẩm Lakasuto là mục đích là nó giúp tạo năng lượng tạo hạt. Có nghĩa là khi mà các bạn biết rằng là khi mà cái quá trình cái lúa nó quang tổng hợp á, thì cái Lakasuto thì nó giúp cái vận chuyển cái đường bột vào hạt đó các bạn. Vận chuyển cái đường bột vào hạt nó nhanh hơn, nó diễn ra nhanh hơn, sớm hơn. Thì khi một cái cây một cái bông lúa như vậy các bạn, và nó đã hình thành xong cái tiến trình mà nuôi hạt, thì ví dụ tất cả những cái hạt lúa trên bông nó đã vào chắc cậy, thì kiểu như là nó đã xong một cái quá trình vào hạt và chắc hạt các bạn. Thì lúc đó thì cái lá lúa nó có vàng chanh xuống sớm hơn cho những miếng lúa khác, thì cũng không có gì các bạn. Thì cái thuận lợi là nó vào nhanh, nó vào chắc nhanh. Thì là cái vụ hè thu và cái vụ thu đông là một trong những cái vụ mà chúng ta cần phun Lakasuto nhất, tại lý do là nó sẽ vào gạo những hai vụ đó nó chậm. Còn đối với cái vụ đông xuân đó các bạn, thì cái tỷ lệ mà vào gạo nó cũng nhanh, nó diễn ra nhanh và nó nhờ cái nắng quang tổng hợp tốt, thì chúng ta cũng phun cũng được, không phun cũng được cũng không sao. Thì cái đó là một trong những cái. Còn ví dụ như đối với cái vụ đông xuân á, mà bà con nông dân chúng ta, thì nếu chúng ta phun Lakasuto thì nó cũng có một cái thuận là vào gạo nhanh, nhưng mà nó cũng có một cái bất tiện á, là nếu anh em và các bạn thì xả chung một cái chà lúa, xả chung một chà lúa, nếu anh em phun Lakasuto thì nó chuyển cái màu chín đó các bạn. Khi nó vào đầy hạt hay vào chắc hạt thì nó sẽ chuyển sang cái màu vỏ trấu, nó cái màu vàng, rồi để nó xong cái quá trình là chín. Còn nếu mà đối với những người không phun thì người ta nó màu xanh như vậy.
Và cuối cùng là các bạn biết rằng là hiện tại thì ở trên cái cánh đồng của mình đó các bạn, bà con nông dân chúng ta là hay bán một loạt các bạn, bán một loạt nguyên một cánh đồng luôn. Thì đa phần một cánh đồng thì người ta xả trên lệch với nhau một hai ngày thôi, mà nếu các bạn sử dụng những cái sản phẩm mà nó giúp cho chín sớm đó, thì cái dàn lúa của chúng ta nó đã xong cái quá trình chín rồi đó. Rồi thì mình thì chúng ta cái thuận chúng ta vào gạo nhanh và chuyển màu sớm là nó phơi màu vàng anh đẹp sớm. Nhưng cái bất lợi là các bạn phải đợi cái người mà người ta có cái bông xanh như vậy đó các bạn. Chúng ta phải đợi cái những cái anh này ảnh chín thì mình mới thu hoạch được. Thì đó cũng là một trong những cái là nó làm cho cái ruộng của mình nó sẽ chín hơn những cái ruộng khác. Thì đó cũng là một cái bất lợi. Thì cũng tùy theo cái khu vực và cái cánh đồng mà cái thời lịch xạ như thế nào thì chúng ta cân nhắc để làm sao cho nó phù hợp. Thì đó là một trong những cái vài cái chia sẻ của mình đối với cái video này. Thôi chào tất cả anh em và các bạn, chúc anh em và các bạn có một cái bữa ngày mùng 4 thật là vui vẻ.